Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Loại chuyện công này, Phương Tranh chưa từng suy nghĩ qua. Bỏ đi những lời nói suông không thực tế như trung quân ái quốc gì đó. Mục đích cuối cùng khi lập công là muốn gia quan, tấn tước. Đối với việc này, Phương Tranh càng không có hứng thú. Hiện tại bản thân hắn đã là bá tước, còn thêm một chức quan nhàn tản. Trong nhà còn có sản nghiệp phú khả địch quốc chờ hắn kế thừa. Hắn nghĩ, cho dù đến kiếp sau hắn cũng cần tiếp tục truy cầu gì đến điều này. Chỉ cần kiên định cưới mấy lão bà, trên đỉnh đầu còn mang hào quang con rể của hoàng đế, bảo vệ cho tốt sản nghiệp của gia đình. Cứ thường thường sinh hoạt nhàn tản vài chục năm, cuối cùng hưởng thọ ở trên bụng nữ nhân, rồi chết tại nhà. Không thể nói suy nghĩ của hắn là sai lầm, dù sao mỗi người không phải ai cũng có chí khí nuốt trọn thiên hạ, vươn thẳng tới trời cao. Kiếp trước Phương Tranh chỉ là một sinh viên gia cảnh bình thường, sau khi xuyên qua tới thời cổ đại, có quan, có tước, có tiền, đã làm hắn rất thỏa mãn. Tiểu phú là an, tư tưởng bình dân trong lòng hắn đã chiếm cứ địa vị chủ đạo. Kinh Thành đã bị phản quân chiếm đóng, hiện tại Hoàng Thượng lại muốn hắn đi lập công. Dùng cái mông suy nghĩ cũng biết, lúc này lập công khẳng định là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nói cửu tử nhất sinh còn là khách khí. Quả thực chính là 10 phần chết hết mà không có một phần sống. Đối với chuyện nguy hiểm, từ trước đến nay quan điểm của Phương Tranh là có bao xa thì tránh bao xa. Phương Tranh lộ vẻ mặt kinh khủng nhìn Hoàng Thượng, môi run run nói: Hoàng Thượng, thân thể vi thần có chút khó chịu, đại khái chắc tôi uống nhiều rượu cho nên muốn về nhà nằm một hồi. Ngài và các đại thần cứ trò chuyện, vi thần xin cáo lui. Trương Minh, mau tới đây, dìu ca ca trở về phòng nghỉ ngơi, ca ca kể chuyện xưa cho nàng nghe. Cái gì? Triệu Tử Long phá ải cứu A Đầu. Không, cố sự đó quá vô nghĩa, ta giảng cho nàng nghe chuyện Gia Cát Lượng vừa xuống núi điền bị người ta đánh trong một trận bụi đất đầy người. Phương Tranh và Trương Minh lảo đảo đi hướng hậu viện. Phương phủ quá lớn, nên 3-4 ngàn cấm quân của Hoàng Thượng cũng không có khả năng bảo quát hết toàn bộ. Vì vậy tướng lĩnh cấm quân, Đoàn Đao co rút lại phòng ngự, đem phạm vi phòng ngự thu nhỏ lại từ cửa lớn đến hậu viện. Tất cả người của Phương phủ đều tập trung ở chỗ này, những địa phương khác đành bỏ qua. Phương Tranh, lúc này nếu ngươi lâm trận bỏ chạy, phản quân sớm muộn gì cũng sẽ công thẳng vào phủ đệ của ngươi, bao quát phụ mẫu lẫn thê tử đều phải rơi vào trong tràng hạ thê thảm. Ngươi cần phải hiểu rõ điều này. Khóe miệng Phương Tranh nhếch lên, đã sắp khóc ra tiếng. Không cam lòng xoay mặt nhìn Hoàng Thượng, Phương Tranh bất đắc dĩ nói: Hoàng Thượng rốt cục muốn làm gì? Hoàng Thượng nhìn bàn tay Phương Tranh và Trường Bình đang nắm chặt, trong mắt hiện lên vài phần ôn nhu. Hoàng Thượng khẽ cười nói: Chấm muốn ngươi đi cầu viện binh. Phương Tranh nghe vậy hai chân mềm nhũn. May là có Trường Bình đứng ở một bên đỡ hắn. Phương Tranh nhìn phía Trường Bình, giọng nói nức nở: Mật nhi, nghe chứ, phụ hoàng nàng muốn chơi đùa chết ta. Chung quanh có cường địch bao vây, lại muốn một người, ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi như Phương Tranh lao ra khỏi thành tìm viện binh. Đúng là quá mức làm khó hắn. Trường Bình từ lâu vẫn lấy thân phận là thiếu phu nhân của Phương gia thì đương nhiên phải nói giúp cho phu quân của mình. Nghe vậy bất mãn nhìn Hoàng Thượng hừ một tiếng nói: Phụ hoàng, viện binh đương nhiên phải tìm, nhưng không đến mức phải buộc phu quân của Mật Nhi tự đi tìm chứ. Nơi này có nhiều đại thần như vậy, còn có cả vài ngàn tấm quân tướng sĩ, ngài phái ai mà không được, cần gì phải buộc phu quân của Nhi thần đi chứ. Phương Tranh cảm động đến rơi nước mắt, ở một bên chàng không ngừng gật đầu phụ họa. Hai ta còn chưa động phòng, một hồi ta đi ra bị người bắn thành một con nhím, nàng Thủ Tiết có phải oan lắm không? Trương Minh đỏ mặt dậm chân sảng giọng nói: Người câm miệng, đã là lúc nào rồi còn nhớ mãi chuyện động phòng? Phương Tranh cầu xin: Hoàng thượng, đi tìm viện binh rất nhiều người có khả năng, sao ngài nhất định phải tuyển chọn ta nhà? Nếu thực sự ngài không tìm được người, ta giúp ngài đề cử mấy người. Sát thủ ca ca bên cạnh ta rất thích hợp, chỉ là hắn yêu cầu quá nhiều tiền, định giá rất cao. Nhưng ngài yên tâm, ta trả tiền cho, vì quốc gia và hoàng thượng, phí cho sát thủ ca ca đều do ta trả hết. Hoàng thượng cười mà lắc đầu nói: Việc này chỉ có thể do ngươi đi làm, bất luận ai khác đều không được. Vì sao nhỉ? Phương Tranh không giải thích được nói: Lẽ nào ta có gương mặt thích hợp đi tìm viện binh? Loại vai diễn làm pháo hôi chết thay cho kẻ khác. Bởi vì trẫm muốn ngươi đi tìm chính là Long Vũ Quân Phùng Cửu Đao. Hoàng thượng sầm mặt nói: Phùng Cửu Đao? Hoàng thượng dù muốn đi thỉnh quân đội của Phùng Cửu Đao cũng không nhất định phải là ta chứ. Vẻ mặt Phương Tranh đau khổ nói. Hoàng thượng sầu lo. Bên trong thành bị phản quân đánh vào, nhưng Long Vũ Quân thần sách quân chỉ đóng cách thành có 60 dặm lại không hề có động tĩnh. Trẫm lo lắng. Hoàng thượng, vi thần dùng đầu mình đảm bảo Phùng Cửu Đao quyết sẽ không phản bội ngài. Chuyện liên quan đến sự trung thành của bằng hữu, Phương Tranh vẻ mặt nghiêm túc, nhanh miệng nói. Hoàng thượng khẽ gật đầu. Trẫm cũng mong muốn Phùng Cửu Đao sẽ không đi theo nghịch tặc. Phùng Cửu Đao là người trung đương, đã xuất binh thâm nhập Thảo Nguyên đột quyết, lập được đại công. Hơn nữa đã nhận chức là đại tướng Long Vũ Quân nửa năm, hẳn sẽ không bị người mua chuộc nhanh như vậy. Phương Tranh vội la lên. Hoàng thượng, ngài đừng có hiểu lầm hắn. Mặc kệ hắn nhận chức đại tướng quân bao lâu cũng sẽ không bao giờ bị người mua chuộc. Nếu nói một hán tử quang minh lỗi lạc đầy tâm huyết như Phùng Cửu Đao bị người như Phan Thượng Thư thu mua, đánh chết hắn cũng không tin. Bên trong thành hỗn loạn như vậy, nếu hắn có tâm trung quân cứu giá, vì sao chậm chạp không phát binh cứu tới? Hoàng thượng sầm mặt hừ lạnh nói. Hay là có chuyện gì làm thời gian bị lỡ, tỉ như ăn phải thứ gì bậy bạ nên bị tiêu chảy. Để chứng minh sự thuần khiết của Phùng Cửu Đao, Phương Tranh chăm chú suy nghĩ một chút nói. Phùng Cửu Đao không kịp chạy tới cứu giá, khả năng có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, sợ ném chuột vỡ đồ, lo lắng hoàng thượng rơi vào tay phản quân, cho nên không dám vọng động. Thứ hai, Phùng Cửu Đao mới tiếp quản Long Vũ Quân được nửa năm. Nếu trong Long Vũ Quân có tướng lĩnh đã bị Phan Thượng Thư mua chuộc, lúc này dù hắn có muốn xuất quân tới cứu giá, chỉ sợ cũng không chỉ huy được tướng lĩnh thủ hạ. Huống chi, chuyện liên quan đến mưu phản, thủ hạ tướng sĩ nếu không đầy đủ tín nhiệm với hắn, khẳng định cũng không dám tùy tiện theo hắn vào thành. Nói đơn giản, hiện tại tình trạng của Phùng Cửu Đao cũng không tốt lắm. Hoàng thượng nở nụ cười. Chấm nhìn ngươi mỗi ngày đần độn không chút lý tưởng, còn tưởng rằng cả đời của ngươi luôn hồ đồ. Không nghĩ tới, ngươi còn không ngu ngốc, hiểu rõ được tình thế. Phương Tranh mất hứng, lời này là đang khen hay chửi xéo ta đây? Suy đoán của chấm và ngươi cũng như nhau, cho nên chấm dự định phái ngươi rời khỏi thành, cầm theo lệnh điều binh do đích thân tay chấm viết, đưa cho Phùng Cửu Đao, sau đó xuất quân vào thành Cần Vương, đánh tan phản quân. Hay, đi một vòng quay về chính đề nữa rồi. Hoàng thượng, vì sao nhất định là phải ta đi nha? Phái ai cũng như nhau mà. Chỉ cần là người tín nhiệm bên người ngài, không phải đi được sao? Tỉ như nói, Thảo Công Công, ngươi mau giúp hoàng thượng làm một việc béo bở thế này. Hạ quan tặng cho người đó. Ngươi trốn trên gì nhỉ? Đồ sợ chết. Sắc mặt hoàng thượng trầm xuống. Đủ rồi, đừng hồ nháo nữa. Thời gian khẩn cấp chỉ có thể do ngươi đi làm. Chấm biết Phùng Cửu Đao có giao tình không cạn với ngươi. Lúc khẩn yếu này, chỉ ngươi cầm theo lệnh điều binh do chính tay chấm viết thì hắn mới có thể tin tưởng. Nếu phái người khác đi, khả năng hắn sẽ cho rằng chấm bị phản quân bức hiếp mới hạ ý chỉ. Ngoài cửa Tây Hoàng Cung, Phan Thượng Thư mặt trầm như nước gắt gao nhìn chăm chú cửa cung. Quân đội phản kháng bên trong thành đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Kinh thành Hoa Triều lập quốc hơn trăm năm chưa từng gặp qua khói lửa chiến tranh. Tiếng la thảm của các bách tính kinh hoàng chạy trốn. Tiếng gào loạn thành một đoàn. Nơi nơi đều là những cảnh tượng thê lương, đổ nát. Thi thể nằm đầy khắp nơi. Phản quân dưới trướng Triệu Hổ đã nghiêm mật khống chế toàn bộ các con đường trong thành. Nha môn, những ai dám can đảm phản kháng, bất luận là binh sĩ hoặc bình dân, đều bị tàn sát. Đã có vô số quân sĩ cùng bình dân bách tính chết dưới loạn đao. Bởi vì quân thủ bị trong thành cũng không nhiều lắm. Phản quân một đường mãnh công, rất nhanh liền đánh giết tới cửa Tây của Hoàng Cung. Lão đại nhân, hạ lệnh tiến công chưa? Triệu Hổ bước lên trước, cung kính nói. Hắn biết, tòa Hoàng Cung tập trung quyền lực danh lợi khắp thiên hạ này trước mắt vẫn là thứ mà lão đại nhân cực độ khát vọng chiếm được. Từ khi bị cấm quân vây khốn, Phan Thượng Thư liền biết tình thế đã đến lúc trở mặt. Sau khi quyết định phát binh khởi sự, hắn mở mật đạo trong phòng, lệnh toàn gia già trẻ đi qua mật đạo, rời khỏi thành. Sau khi hội họp với phản quân của Triệu Hổ, liền hạ lệnh tiến công kinh thành. Mật đạo hắn làm ra từ 10 năm trước, nguyên do cho rằng dưới sự tin tưởng của Hoàng Thượng sẽ không có ngày nào phải dùng đến nó. Không nghĩ ra hôm nay lại phải dùng tới nó rồi. Hoàng Cung cũng như ngày thường, thoạt nhìn huy nga túc mục, nóc cung điện màu hoàng kim, tượng trưng cho người vào làm chủ hôm nay sẽ tôn quý cỡ nào. Xa hoa, xa xỉ, tập trung quyền lực và phú quý lớn nhất thiên hạ. Là nơi mà hắn phải dập đầu cả đời, nhìn sắc mặt của người khác cả đời. Rốt cục hắn đã đợi được ngày hôm nay. Chỉ cần quân đội công vào, toàn bộ mọi thứ bên trong đều thuộc về hắn. Bao quát cả chiếc ngai vàng óng ánh, lóa mắt trên kim loan điện. Hít sâu vài hơi, đè nén sự kích động trong lòng. Vào lúc này, còn chưa thể đắc ý. Phan Thượng Thư hơi khép đôi mắt, trầm giọng nói. Đã hẹn ước xong 4 đại quân khác, vì sao không nghe được động tĩnh? Chẳng lẽ sự tình có biến hóa? Việc này quá mức kỳ quặc, Phan Thượng Thư mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Triệu Hổ lắc đầu nói. Môn hạ không biết, môn hạ phái thám tử đi ra tìm hiểu. Sắc mặt Phan Thượng Thư vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt đã có một chút kinh hoàng, lẩm bẩm. Chỉ mong không có biến hóa gì mới tốt. Triệu Hổ nhẹ giọng hỏi. Lão đại nhân, hạ lệnh tiến công chưa? Hoàng Cung nằm ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay. Vào Hoàng Cung, việc này xem như đã thành công hơn phân nửa. Phan Thượng Thư lại nghĩ đến việc khác. Hắn đang ở trong phủ Phương Tranh sao? Xác định rồi. Triệu Hổ gật đầu. Xác định. Hôm nay là ngày đại hỷ của Phương Tranh và Trường Bình công chúa. Làm sao hắn lại không tới đó được? Phan Thượng Thư híp mắt nói. Như vậy rất tốt. Phương Tranh là một cây gai trong lòng lão phu. Nếu bọn họ đều ở trong đó, lão phu vừa lúc đi tới một lưới bắt gọn. Triệu Hổ, trong tay còn được bao nhiêu binh lực? Triệu Hổ nhầm tính một chút nói. Sau khi vào đánh kinh thành, đánh với quân thủ bị thương vong không nhỏ. Hiện tại binh sĩ còn có khả năng chiến đấu không đủ 3 vạn. Phan Thượng Thư nhíu mày. Nếu 4 lộ đại quân khác không đúng thời gian tới, chờ Thần Sách quân và Long Vũ quân ngoài thành chạy tới, chỉ bằng 3 vạn binh sĩ trong tay, sợ rằng duy trì không được bao lâu. Không biết vì sao 4 lộ đại quân lại không khởi sự đúng hẹn. Trước khi quân đội ngoài thành chạy đến, lão phu phải bắt sống được hoàng đế, như vậy mới có khả năng uy hiếp. Phân ra 1 vạn binh mã đánh Hoàng Cung, lại phân 1 vạn khác nghiêm mật khống chế các nơi yếu hại trong thành. Còn có tất cả đều theo lão phu đi Phương Phủ. Đã đến thời gian đối mặt cùng hắn rồi. Tuân mệnh. Không hề nhìn tiếng kêu thảm thiết của bách tính và quân thủ bị trước khi chết vang lên, gương mặt Phan Thượng Thư không chút biểu tình dẫm lên mảnh đất bị máu nhiễm đỏ tươi. từng bước tiến thẳng hướng Phương Phủ. Luồng thiểm điện trói mắt cắt ngang qua đêm tối, chiếu sáng những thi thể thê thảm nằm ở khắp nơi trên mặt đất. Rất rõ ràng, lóa mắt, nhìn giống như là địa ngục trần gian. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, bọn họ đều là đáng chết. Phan Thượng Thư không chút chớp mắt đi ngang qua những thi thể kia, trong lòng yên lặng nói. Phía sau hắn truyền đến tiếng kèn hiệu tập hợp của quân đội. Đội ngũ mặc áo giáp, nón sắt chỉnh tề, lẫm liệt, giơ cao cương đao trong tay, giống như là một đám xài lang được thả ra khỏi lồng giam. Đi theo phía sau Phan Thượng Thư, tiến tới Phường Phủ. Cùng lúc đó, tiếng kèn tiến công Hoàng Cung cũng nổi lên. Bên trong Phương Phủ, chiến loạn trước mắt, những tân khách và các đại thần đến chúc mừng hôn lễ Phương Tranh và Trường Bình đều hoảng sợ tụ tập lại ngoài đại sảnh trong viện. Đều đưa ra những chủ ý đầu hàng hoặc là liều mạng. Binh sĩ cấm quân lại không hề hoảng loạn, dưới sự chỉ huy của các quan quân, giống như cây cối trồng bên trong Phương Phủ đều bị chặt xuống, trồng chất sau cửa lớn, xem như là xây dựng công sự phòng ngự đơn giản. Phương Tranh còn đang nỗ lực thuyết phục Hoàng Thượng. Hoàng Thượng, dù thần ra ngoài phủ được, nhưng làm gì có bản lĩnh ra khỏi thành. Vô Phương, chấm phân phối ra 300 quấn quân cho ngươi. Các ngươi tiến thẳng về cửa thành Bắc, giết ra một con đường máu hẳn không thành vấn đề. Hoàng Thượng đã chuẩn bị rất chính xác, dù là đường đi cũng đã nghĩ luôn cho hắn. Hoàng Thượng, nếu như thần đi, gia đình già trẻ của ta làm sao bây giờ? Phương Tranh quay đầu nhìn lại Phương Lão Gia và Phương Phu Nhân, còn có Trường Bình, Yên Nhiên, Phượng Tỷ, Tiểu Lục. Bọn họ đều cần hắn bảo hộ, lúc này làm sao có thể nhẫn tâm rời đi. Chấm sẽ bảo hộ bọn họ. Hoàng Thượng nhàn nhạt nói, ngươi ở lại đây lẽ nào có bản lĩnh bảo hộ bọn họ sao? Nếu phản quân giết đến, phụ mẫu của ngươi, thê tử và luôn cả bản thân ngươi bên trong, tất cả đều khó tránh được cái chết. Điều đó không nhất định. Mọi người cùng nhau chạy ra thành, không phải không việc gì sao? Phương Tranh mang lòng may mắn nói. Chạy? Chạy bằng cách nào? Hoàng Thượng chế nhạo. Phương Tranh quay đầu, mắt hàm chờ nhìn mong Phương Lão Gia nói. Phụ thân, nhà chúng ta có mật đạo không? Loại mật đạo có thể thông ra ngoài thành. Phương Lão Gia trợn mắt. Không có. Phương Tranh bi vẫn nói. Sao lại không có? Nhà Phan Thượng Thư có nhà. Phương Lão Gia cả giận. Lão Phu làm người đường đường chính chính, cũng không làm chuyện đuối lý, vì sao phải làm mật đạo? Xong rồi, người cổ đại thật quá nhiều người cứng nhắc. Đang định tiếp tục dây dưa với Hoàng Thượng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân và vó ngựa. Những tiếng động tựa như là gõ vào tâm khảm của mọi người, mơ hồ mang theo khí tức máu tanh và sát phạt, giống như tử thần triệu hồi, hướng mọi người phát sinh lời mời đến từ địa ngục. Ngoài cửa lớn Phương Phủ, kỵ binh đầu tiên xuất hiện trực tiếp phóng ngang qua cửa Phương Phủ, cũng không dừng lại. Sau đó đại bộ phận chen trúc tới, trầm mặc bao quanh Phương Phủ. Sân rộng rãi ngoài cửa lớn có 5-6 ngàn phản quân, tay cầm cương đao trường mâu, ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú vào hai cánh cửa cao lớn đang treo một đôi đèn lồng đỏ thẫm. Bên trong phủ mọi người đều biến sắc, rốt cục phản quân đã tới. Hai mắt Hoàng Thượng ẩn sát khí, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhìn chăm chăm cửa lớn đóng chặt, thật lâu không nói một lời. Cựu thần tham kiến Hoàng Thượng, cung nghênh Hoàng Thượng hồi cung. Thanh âm Phan Thượng Thư từ rất xa, ngoài cửa truyền đến. Phương Tranh nghe vậy giận dữ. Mẹ nó, lão già kia, hôm nay ngày đại hỷ của lão tử, liền bị lão hỗn đản ngươi phá sạch. Hoàng Thượng thở dài một tiếng, ở phía sau cánh cửa nặng nề trầm giọng. Lão Thượng Thư, không nghĩ tới ngươi đã đi con đường này. Thanh âm của Phan Thượng Thư không chút dao động, trước sau vẫn cung kính như một. Cựu thần muôn lần đáng chết, cầu Hoàng Thượng thứ tội. Vì sao, Lão Thượng Thư? Bao năm chấm có từng bạc đãi ngươi? Dĩ vãng quân thần gặp mặt, bầu không khí hòa thuận như cá nước đã sớm không còn, đã bị không khí dương cung bạt kiếm của song phương che phủ. Một người ở bên trong cửa, một người ở bên ngoài cửa, một đôi lão nhân tương giao nhiều năm, cách tấm cửa lớn trầm giọng, giọng nói bình thản kể rõ niềm oán hận cùng mâu thuẫn chất chứa. Là thời, là thế. Hoàng thượng, thứ cựu thần nói thẳng, bao năm gần đây, bên người của ngài vẫn đầy rẫy những kẻ tiểu nhân. Thế cho nên, hoang phế quốc sự, chính vụ hỗn loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Phản loạn này sinh khắp trốn. Hoàng thượng, cựu thần không có sở cầu, chỉ nguyện là xuất quân thanh trừ tiêu diệt, trả lại cho thiên hạ bách tính một mảnh quang đáng càn khôn. Như vậy, tuy cựu thần có bị hoàng thượng thiên đao vạn quả, dù chết cũng không hối hận. Phan Thượng Thư nói ra thật là chính khí nghiêm minh, cử chỉ binh lính tác loạn, làm như không hề tư tâm. Người thối lắm, Phan Văn Viễn đúng là miệng dám chó, phá hủy hôn sự của lão tử, khởi binh tác loạn còn dám nói kiểu đạo mạo trang nghiêm. Bản thân muốn làm hoàng đế thì cứ nói thẳng, không nên đem bách tính hay tiểu nhân gì đó ngụy trang. Ngươi cho là người trong thiên hạ đều là người mù sao? Phi, loạn thần tặc tử ngươi đều có thể chu diệt. Phương Tranh nhảy dựng lên tàn bạo mắng. Dù sao mọi người đều không thể sống sót, không bằng chửi mắng cho thống khoái. Cừu mới lại thêm hận cũ, Phương Tranh mắng thật nhẹ nhàng vui vẻ đưu đoát. Cầm miệng! Hoàng thượng thấp giọng trách mắng. Lúc này cần ngươi lắm miệng sao? Nhanh, chấm giao 300 cấm quân cho ngươi, ra tìm Phùng Cửu Đao điều binh cho chấm. An nguy của chấm và cả nhà của ngươi toàn bộ đều phải trông cậy vào người đó. Phương Tranh vươn cổ cường ngạnh nói. Không, vi thần chỗ nào cũng không đi. Người đâu, đưa cho ta một thanh đao. Ta muốn xung phong ra ngoài, muốn cùng lão hỗn đản họ Phan kia điều mạng, cho lão hỗn đản kia biết lão tử là trung thần, không phải tiểu nhân. Rất hiển nhiên, tiểu nhân trong miệng Phan Thượng Thư chính là chọc giận vị Phương đại thiếu gia vốn luôn tự xưng là trung thần này. Mọi người trong Phương phủ đều hiểu rõ tính tình của Phương Tranh, thấy lúc này hắn thực sự khó có được lòng thiết huyết như vậy, đều kinh ngạc mở to hai mắt. Phải biết rằng trong số nhiều người bị vây trong Phương phủ, tuy rằng Phương Tranh không thể nói là có bản lĩnh, nhưng hắn tuyệt đối là người sợ chết nhất. Hiện tại, người sợ chết nhất này không ngờ lại lộ ra một mặt bưu hãn, dũng mãnh, thực sự làm kẻ khác phải khởi lòng kính trọng. Phương Tranh đừng hồ đồ, không, ta phải ra ngoài điều mạng với hắn. Phương Tranh bướng bỉnh giống như một hài tử bốc đồng. Hoàng thượng cả giận. Người tốt lắm, người đâu, cho hắn một cái đao, cho hắn ra ngoài điều mạng đi. Phương Tranh tiếp nhận cương đao, cầm trong tay suy nghĩ một chút, vẻ mặt đang lãnh khốc dữ dằn lập tức bỗng nhiên biến đổi, hướng hoàng thượng nịnh nọt cười. Nào hoàng thượng, ngài xem, ngài đừng xem là thật nha, vừa rồi vi thần chỉ là tùy tiện nói một chút để biểu thị vi thần là một trung thần, thật không sợ chết mà thôi. Chuyện điều mạng nguy hiểm như thế cứ giao cho tướng sĩ thủ hạ của ngài đi. Nói xong hắn cầm cương đao trong tay cẩn thận đưa cho binh sĩ cấm quân bên cạnh, trong miệng còn không ngừng nói. Ai da, cẩn thận một chút, đừng cắt chúng ta, cầm cho kỹ, cách xa ta một chút. Ai da, cái chuôi hung khí này thực sự là đáng sợ. Phương phủ đã bị gần vạn phản quân như lang như hổ vây quanh. Bên trong phủ chỉ có 3-4 ngàn quân sĩ. Lực lượng song phương đối lập kém xa. Nếu như Phan Thượng Thư ra lệnh một tiếng, mệnh cho phản quân tiến công, dù cho có tử thủ cũng không được bao lâu. Sớm muộn gì cấm quân cũng sẽ bị phản quân tiêu diệt hầu như không còn. Tình thế đã vạn phần nguy cấp. Gương mặt hoàng thượng không ngừng trừu động, vẻ phẫn hận và kinh hoàng trong mắt dù thế nào cũng không thể che giấu được. Đăng cơ ngôi đế bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt gần gũi với cái chết đến như thế. Hắn biết, chỉ cần phản quân tiêu diệt cấm quân của hắn, thì vị trí hoàng đế xem như đã đến đường cùng. Dường như mỗi triều đại các quân chủ mất nước đều như nhau, trải qua một cuộc sống không bằng chó lợn, nhận hết thảy những khi dễ, cuối cùng dần dần chết đi trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. Mà thân nhân của hắn, con trai, con gái, ngày tháng sau này tuyệt không khá hơn được hắn bao nhiêu. Cắn răng, hoàng thượng hướng cửa lớn trầm giọng. Lão thượng thư, chấm cùng ngươi quân thần bao nhiêu năm, đây đó không cần nói quá nhiều đời. Ngươi nói cho chấm, ngươi muốn gì? Muốn gì? Đại quân tiếp cận nguy cấp, phó tư thế cũng đã bày ra, hắn muốn gì còn cần phải hỏi sao? Phan Thượng Thư đứng ngoài cửa trầm mặc một hồi, một lúc lâu hắn mới mở miệng, thanh âm già nua mà khàn khàn. Hoàng thượng, cựu thần chỉ muốn bất quá hai chữ công bình mà thôi. Lông mày rậm của hoàng thượng nhướng lên, trầm giọng nói. Chấm đối với ngươi còn chưa đủ công bình sao? Một mình chấp trưởng đại bộ, thái tử, thái sư, tước tới quốc công, dưới một người trên 100 triệu người, toàn bộ triều đình cho ngươi một tay che trời. Tại dân gian ngươi tùy ý hưởng danh vọng, chẳng khác gì hoàng thất. Chấm cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cư nhiên còn đòi công bình với chấm. Hôm nay toàn bộ sự công bình chấm đều đã cho ngươi, ngươi còn ngại thiếu sao? Phan Thượng Thư nghe vậy bỗng nhiên bắt đầu kích động, thanh âm cũng đều trở nên cao vút. Không, đó không phải là công bình, đó chỉ là biểu hiện giả dối ngươi làm cho người ta xem mà thôi. Chỉ biểu hiện giả dối làm cho thế nhân nhìn thấy. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn trăm phương ngàn kế suy yếu thế lực của ta, đả kích môn sinh của ta, âm thầm bố cục, điều khiển tất cả. Ngươi khi dễ ta, ta há lại không biết. Chỉ cần một ngày ta mất đi lực lượng, ngươi sẽ không chút lưu tình chặt bỏ đầu ta. Cựu thần Tần Tông Bình đều là từ khe hở trong tay ngươi từng chút một đấy. Đều là từ khe hở trong tay ngươi từng chút một lấy ra. Nếu không cựu thần há có thể sống được tới ngày này. Hoàng thượng cùng thần đi tới hôm nay, tất cả đều là bị người bức à. Phương Tranh đi tới bên người hoàng thượng nhẹ giọng nói. Hoàng thượng không cần phải nhiều lời với lão già kia, tên kia dường như điên rồi. Ngài là vạn thừa chí tôn, cùng người điên nói chuyện làm gì để hạ thấp mình. Vi thần cho ngài một chú ý, từ phía nhà sĩ đem một thùng phân ra, trên cửa dựng một cây thang, sau đó ném thùng phân đổ lên người hắn. Đối đãi yêu nghiệt như thế thì cứ dùng phân mà tạt. Thấy hoàng thượng dùng ánh mắt kỳ quái chăm chú nhìn vào hắn, tiếng cười đắc ý của Phương Tranh đột nhiên nhường bặt, vuốt mũi ngượng ngùng. Xem như ta chưa nói. Đợi hồi lâu không thấy hoàng thượng nói gì, Phan Thượng Thư nặng nề thở dài một tiếng. Hoàng thượng, ngài tự mình ra đi, đừng làm cho người vô tội tử thương nữa. Quân thần bao lâu đảm bảo các vị vương gia công chúa không lo tính mạng, sống quãng đời phú quý còn lại. Phan Thượng Thư, chấm hỏi ngươi, thái tử có tham dự việc này, hắn có cùng hợp mưu với ngươi không? Xem tình quân thần nhiều năm, ngươi nói thật với chấm đi. Hoàng thượng bỗng nhiên nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khẩn trương. Cựu thần không dám giấu giếm, thái tử từ đầu tới cuối không tham dự việc này. Cựu thần đã phái người đi lục soát phủ thái tử, không hề phát hiện tung tích thái tử điện hạ. Hoàng thượng nghe vậy trong mắt rốt cục có vài phần ý thoải mái. Thái tử vẫn chưa tham dự phản loạn. Đây có lẽ là tin tức tốt duy nhất trong bao nhiêu tin tức xấu đang nghe. Không hề tiếp tục để ý tới Phan Thượng Thư đang đứng ngoài cửa. Hoàng thượng đè đại đầu vai Phương Tranh thấp giọng. Tình thế nguy cấp đến tận đây, ngươi còn không nguyện lao ra thành đi điều binh sao? Lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy tất cả mọi người chết ở chỗ này? Phương Tranh lặng lẽ quay đầu quét một vòng. Thân nhân, lão bà bằng hữu, một người ở trên thế giới này vì sao mà sống? Quyền thế hay tiền tài? Lúc gặp phải loạn thế binh đao, tất cả vật ngoài thân phảng phất đều trở nên hư vô mờ mịt. Bồi bên người mình, ngoại trừ chính thân nhân, còn có thể có ai? Nói thật ra, hiện tại Phương Tranh rất sợ, hai chân của hắn run rẩy, từ trong thiên quân vạn mã ngoài cửa đang vây mà lao ra ngoài thành. Thay đổi trước đây, loại phương pháp muốn chết điên cuồng này, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới tình thế hôm nay bức bách đến nước này, nhưng không thể không đi làm chuyện thập tử vô sinh, vì chính thân nhân và thê tử của mình. Hắn cũng hiểu rõ hoàng thượng nói có đạo lý. Tuy nói Phùng Cửu Đao sẽ không phản loạn, nhưng ở thời kỳ mẫn cảm này, ngoại trừ bản thân hoàng thượng và Phương Tranh, sợ rằng không ai đến mà điều động được quân đội của hắn. Cũng không phải Phùng Cửu Đao không trung tâm, mà lúc hỗn loạn, hắn khẳng định sẽ không dám tùy tiện tin tưởng người khác. Chỉ có Phương Tranh có giao tình thâm hậu cùng hắn, cầm lệnh điều binh do chính tay hoàng thượng viết, đặc biệt tìm hắn, hắn mới có thể tin tưởng. Bởi vì thế nhân đều biết Phương Tranh là thân tín của hoàng thượng, lại là con rể của hoàng thượng. Từ góc độ nào đó mà nói, Phương Tranh kỳ thực chính là người phát ngôn cho hoàng thượng. Đại trượng phu có thứ nên làm, có việc không nên làm. Nói trắng ra, những lời này có một số việc nam nhân nhất định phải làm. Nếu ngay cả vợ mình còn bảo hộ không được, nam nhân này còn có thể coi là nam nhân sao? Thái giám cũng sẽ khinh thường hắn. Phương Tranh nghĩ mình thật giống Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ trong tiểu thuyết Ỷ Thiên. Toàn bộ những việc hắn làm đều bị tình thế hoặc người khác áp bức. Từ lúc giúp Mập Mạp và Trường Bình đánh nhau, đến lúc cấp triều đình hiến kế, sau đó cùng Phan Thượng Thư kết thù kết oán, cùng người đột quyết đàm phán. Tất cả mình không hề chủ động đi làm, hoặc bức bách vì tình thế, hoặc bức bách vì nhân tình. Hiện tại, hắn phải đi làm một chuyện mà chính hắn cũng không hề muốn làm. Chuyện này cũng phải bắt buộc vì trách nhiệm của một nam nhân. Nhìn thoáng Hoàng thượng, đôi mắt Phương Tranh lộ ra một cỗ quyết tuyệt. Mẹ nó, chết thì chết. Lão tử vốn xuyên Việt mà tới, so với người khác còn sống đâu cả đời. Đáng giá, cùng lắm thì lão tử tiếp tục xuyên qua trở lại. Hoàng thượng, ta đi. Hoàng thượng rất vui mừng đối với câu trả lời của hắn, trong mắt tràn nhập ôn nhu. Chấm sẽ phái 300 cấm quân tinh nhuệ bảo hộ cho ngươi lao ra. Ngươi sẽ không có việc gì đâu. Gạt quỷ đi thôi. Không có việc gì sao chính ngươi không đi? Phương Tranh đối với câu nói không thực tế này thoải mái cười nhạt. Nếu đã quyết định đi, có bảo hộ hay không cũng không trọng yếu. Dù là lẻ đoi một mình, cũng phải đi. Mạnh Tử cũng từng nói qua một câu rất nhiều bức. Mặc dù có ngàn vạn người, ta chỉ theo hướng của chính mình. Hiện tại Phương Tranh rất hoài nghi, nếu không phải người nhà của Mạnh Tử bị cường đạo bắt cóc tống tiền, thì thời gian mà hắn nói ra những lời này khẳng định là uống say mềm. Dù sao Phương Tranh cũng không làm được chuyện hiên ngang lẫm liệt như vậy. Lúc này, hắn chỉ có thể làm ra vẻ thoải mái như bản thân mình là bị tình anh hùng tiêu phong hoặc là tử thủ tương dương, thành kẻ lớn mật khu khờ như Quách Tĩnh. Hay ta là thân tàn nhưng trí kiên định, khổ tình anh hùng dương quá. Mẹ nó, nếu như ta là Vi Tiểu Bảo, nhìn thấy tình thế không tốt thì tự mình bỏ chạy. Các người có đánh nhau vỡ óc cũng không quan hệ tới ta. Miên man suy nghĩ, nhưng hắn vẫn cảm giác được có hai cánh tay đang nắm chặt vòng eo của hắn. Phảng phất là khi buông hắn sẽ trống rỗng biến mất không thấy nữa. Mật Nhi, buông tay ra đi. Chỉ là ra bên ngoài một vòng, rất nhanh sẽ trở lại. Phương Tranh không cần quay đầu, chỉ ngửi được hương thơm lan vào mũi thì đã biết. Người ôm lấy hắn chính là Trường Bình. Hai ta cùng đi. Trường Bình vùi đầu lên lưng Phương Tranh, thanh âm như khóc nức nở. Đừng choáng váng, đây là đi liều mạng mà nàng cho rằng đi lĩnh thưởng sao? Phương Tranh cười khổ nói. Không được, muốn chết thì chúng ta cùng chết một chỗ. Trường Bình bướng bỉnh. Pì, có biết nói chuyện hay không đây? Cái gì chết, ta còn chưa động phòng với nàng, làm sao đi chết được? Khi đang nói chuyện lại có thêm ba bàn tay ngọc nắm chặt ống tay áo của Phương Tranh. Yên Nhiên, Phượng Tỷ và Tiểu Lục đều xông tới. Phương Tranh trừng mắt nhìn. Uê, các nàng đều muốn đi theo ta. Yên Nhiên và Phượng Tỷ lắc đầu cười trong nước mắt. Nếu chúng ta đi theo ngươi chỉ biết cho ngươi thêm trói buộc. Phương Tranh nhìn Trường Bình nói. Nghe đi, các nàng hiểu rõ hơn nàng. Ai biết bàn tay Yên Nhiên vừa chuyển, trong tay nắm chặt một bình sứ nho nhỏ, vẻ mặt đầy nước mắt nhìn Phương Tranh, trong giọng nói tràn nhập quyết tuyệt. Thiếp thân đã chuẩn bị một lọ hạc đỉnh hồng, nếu như phu quân không có gì không hay xảy ra, thiếp thân tuyệt sẽ không sống một mình. Phương Tranh thấy thế khẩn trương, vội hỏi. Yên Nhiên, đừng có ngớ ngẩn, yên tâm, ta sẽ không chết đâu. Nói xong vội vàng nói với Trường Bình. Thứ này, nàng đừng có học với Yên Nhiên, nhớ kỹ mọi người đều phải hào hào sống cho ta. Tiểu Lục ở một bên. Thiếu gia, Tiểu Lục có thể đi cùng ngài, Tiểu Lục có võ công, có thể bảo hộ ngài. Phương Tranh nói, thôi đi, công phu cao tới đâu, làm sao đánh thắng được thiên quân vạn mã bên ngoài chứ? Yên tâm, lần tới nếu ta cần đánh nhau với lưu manh ngoài đường, nhất định sẽ gọi luôn cả nàng, lúc này thì không cần. Không được, ngươi phải dẫn ta đi. Thiếu gia, ta có thể bảo vệ ngài. Phu quân, vì thiếp thân nhất định phải cẩn thận. Nghe thanh âm díu ra díu rít bên tai, Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Cả giận nói. Được rồi, các nàng làm gì nhỉ? Từng người tranh giành, có ý nghĩa sao? Đều thành thật ở yên trong phủ đợi, chờ ta tìm viện binh, ai cũng không cho đi theo. Chúng nữ nhân nhìn thấy một lần nổi giận khó có được của Phương Tranh, rốt cục không dám nói tiếp. Chỉ là nước mắt liên miên nhìn hắn, trong ánh mắt đầy u oán, làm cho trong lòng Phương Tranh thật đau. Ôn nhu hương diễm chính là mồ chôn tắc anh hùng nha. Một thân ảnh kiều mị xuất kỳ bất ý vọt tới trước mặt Phương Tranh. Không chờ hắn phản ứng, đôi tay ôm đầu hắn, sau đó đôi môi anh đào hướng hắn hung hăng ấn tới, thơm phức cả mũi, hương vị miên man. Trong ánh mắt kinh ngạc của chúng nữ, Phượng Tỷ mắc cỡ đỏ mặt thối đuôi, trong mắt lóe ra một tia sáng ngời, giấu đầu hở đuôi. Người nhất định phải sống trở về, chia hoa hồng tháng này còn chưa kết toán với người đâu. Trường Minh giận dữ hung hăng dậm chân, chỉ vào Phương Tranh kêu lên. Ta biết, các ngươi khẳng định không có trong sạch. Phương Tranh sờ môi hăng hắc. Đây là lần đầu tiên Phượng Tỷ chủ động hôn ta. Đây có tính là một phần trong việc chia hoa hồng hay không? Nếu như có thể sống sót, ta phải hào hào cùng các nàng kết toán một chút chuyện chia hoa hồng. Thêm vài lần, dùng tư thế khác nhau mà chia hoa hồng. Chẳng hiểu lần này sao Phượng Tỷ lại còn không sợ Trường Bình. Nghe vậy nhàn nhạt. Công chúa Điện Hạ hiểu lầm rồi. Dân nữ hôn hắn một chút là mong hắn có thể nhớ kỹ an nguy mọi người trong phủ sau khi rời khỏi đây. Nên là cẩn thận. Dù sao hắn là đại cổ đông Ngọc Như Trai. Trường Bình tức giận đến dậm chân. Ngươi vậy có cần hôn hắn hay không? Hắn là phu quân của ta. Theo ta bái đường rồi. Các ngươi khẳng định đã làm chuyện gì không dám gặp người. Công chúa Điện Hạ thỉnh nói cẩn thận. Dân nữ cùng hắn vẫn thanh bạch. Đã như vậy mà ngươi còn có ý tứ nói thanh bạch. Phương Tranh vỗ trán thống khổ rên rỉ, quay đầu nhìn Hoàng Thượng. Hoàng Thượng, nhanh chuẩn bị cho ta ngựa. Vi thần nhĩ phải khẩn cấp đi ra chịu chết rồi. Cuộc sống quả thực quá khó tiếp nhận. Hoàng Thượng cười. Ngươi còn cần vật gì nữa không? Phương Tranh suy nghĩ một chút nói. Vi thần muốn mặc khôi giáp, như vậy có thể chống đỡ được vài đao. Hoàng Thượng ra lệnh cho một tấm quân cởi bộ khôi giáp đưa cho Phương Tranh. Kỳ thực bộ khôi giáp kia cũng chỉ là quân phục tầm thường được khảm một ít ánh sắt mỏng để che đậy những bộ vị trọng yếu trên thân thể. Nếu nói tác dụng cũng không bao nhiêu, nhưng loại khôi giáp này ra trận giết địch cũng không có trọng dụng gì. Một đao phạt chúng chắc chắn sẽ phải chết. Sau khi Phương Tranh mặc xong khôi giáp, Hoàng Thượng hỏi, ngươi có cần gì nữa không? Phương Tranh suy nghĩ, vi thần còn muốn mặc thêm một bộ khôi giáp nữa. Sau khi mặc vào hai bộ khôi giáp, lần này xem như được bảo hiểm hơn nha. Phương Tranh nhảy vài cái tại chỗ, cảm thấy vẫn có thể chịu đựng thêm được trọng lượng. Hoàng Thượng, vi thần còn mặc thêm được một bộ. Hoàng Thượng giờ khóc giờ cười, người này sợ chết cũng thật thái quá. Một người đòi mặc tới 3 bộ khôi giáp cũng không sợ bị đè chết hay sao? Người mặc nhiều như vậy, còn chạy được sao? Phương Tranh cười nói, điều này ngài cũng đừng quản, vi thần tự có biện pháp. An toàn là đệ nhất nha. Phương Lão Gia run rẩy đi tới, cầm tay Phương Tranh, trong giọng nói nức nở. Tranh nhi, đều là người nhà liên lụy ngươi à. Phương Phu Nhân từ lâu đã khóc không thành tiếng. Phương gia chỉ có một nam đinh duy nhất, mà Hoàng Thượng lại lệnh cho hắn đi làm một chuyện hung hiểm đến cực điểm. Vạn nhất, hắn có chuyện, sau này gia đình này phải dựa vào ai? Nhưng Phương gia nhị lão hiểu rõ, nếu Phương Tranh còn không lao ra ngoài chạy đi tìm viện binh, thì Phương Phủ sớm muộn gì cũng bị phản công vây phá. Khi đó mọi người cũng phải chết hết mà thôi, bất đồng chỉ là chết sớm hay chết muộn. Nếu như Phương Tranh có thể thuận lợi lao ra, con có thể hy vọng sống sót. Phương Tranh nhìn lão cha nhếch miệng cười nói, phụ thân, ngài đừng nói vậy, mọi người đều phải tiến tâm, hài nhi hỗn đản nửa đời người. Ngài không muốn hài nhi cao thượng một lần. Ngài vẫn là mẫu thân nhất định phải bảo trọng. Nếu chuyện tình không thể kháng cự, xin thứ cho hài nhi không thể làm tròn đạo hiếu. Yên tâm, chuyện điều mạng lần này hài nhi làm. Lần sau coi như là thiên hoàng lão tử có lấy đao gác lên cổ ta, ta cũng sẽ không làm. Nói xong Phương Tranh như có ngụ ý liếc mắt nhìn Hoàng Thượng. Hoàng Thượng khái khái 2 tiếng, ánh mắt chuyển hướng sang nơi khác. 300 cấm quân tinh nhẹ phụng mệnh bảo hộ Phương Tranh đã tập hợp. Mọi người 3 chân 4 cẳng lựa chọn cho đàn ngựa các tân khách. Những con ngựa này đều được dùng kéo xe ngựa hoặc dành cho tùy tùng đi theo phân phối ra. Biết thiếu gia Phương Phủ muốn lao ra để tìm cách cứu mọi người, một mình ra ngoại thành cầu cứu viện binh. Mọi người vô cùng cảm kích. 2 lời chưa nói lập tức đưa ra, đòi vật gì cấp thứ đó. Một lát sau, trước ngực Phương Tranh đã ném không ít. đều cho các tân khách len lén bày tỏ một chút tiểu tâm ý. Phương Tranh cười khổ, nếu là trước đây được giàu to một bút lớn như vậy, phòng chừng hắn vui đến điên rồi. Hiện tại, như thế nào mà lao ra chết dưới loạn đao loạn tiễn, bạc lấy nhiều, có tác dụng gì? Kéo qua sát thủ ca ca, nhờ hắn bảo vệ an toàn tốt một nhà già trẻ. Phương Tranh hăng hái, hướng mọi người chắp tay, cất cao giọng nói. Chư vị, khử tuyền thai chiếu cưu bộ, tinh kỳ 10 vạn trảm diêm la. Dịch nghĩa 9 bước xuống cửu tuyền, gặp người quen cũ, 10 vạn cơ sĩ chém diêm la. Phương Lão Gia cả giận nói, đồ hỗn trướng, ngươi không thể nói chút điều may mắn sao? Phương Tranh bật người sụp mí mắt, ta sai rồi. Mặc 3 lớp khôi giáp, Phương Tranh gian nan đi tới trước một con hắc mã, cố sức nhấc chân. Phát hiện động tác lên ngựa này không tiện tự mình hoàn thành, vì vậy trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ đang đứng bên cạnh liên tục lau nước mắt. Khóc cái gì mà khóc, không biết giúp một tay sao, không có mắt nhìn hả? Tiểu Ngũ nhanh tay vươn ra, hai người được dùng lực, rốt cục Phương Tranh thuận lợi lên ngựa. Ngồi lên trên yên ngựa, Phương Tranh đỡ lấy mũ giáp nặng nề, nhìn đôi mắt hoặc bi thương, hoặc chờ mong của mọi người. Phương Tranh nói cho chính mình, đây là một thời đại cần anh hùng, mà mình chính là một anh hùng qua lại trong thiên quân vạn mã vẫn như thường, gánh vác lòng hy vọng của vô số người, thân mặc kim giáp, chân đạp mây bay, cùng một con ngựa tuyệt trần lướt tới. Cảnh tượng lúc này có thể nào không ngâm vài câu thơ bi tráng chứ? Hắng hắng giọng, Phương Tranh cao giọng ngâm. Phong tiêu diêu hè, dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hè, bất phục hoàn. Dịch, gió hưu hắt trừ, dịch thủy lạnh ghê, tráng sĩ ra đi chứ không bao giờ quay về. Mọi người hoảng hốt, đổi câu khác đi, điểm quá xấu. Quốc phá sơn hà tại, thanh xuân thảo mộc thâm. Đổi câu khác. Dẫn đao thành nhất khoái, không phụ niên thiếu đầu. Đổi câu khác. Ta tự hoành đao hướng thiên cười. Đổi câu khác. Đều câm miệng cho ta. Đều bị quấy rối nhã hứng đọc thơ, Phương Tranh nổi giận mặt âm trầm, căm hận trừng mắt nhìn chúng tân khách. Các ngươi đến tiễn hay đấu thơ, đã đến lúc nào mà còn chọn 3-4 câu, nói cho có lý, không đây, mau tránh ra cho ta. Điểm đột phá vòng vây nằm ngay cửa sau của phía tây Phương Phủ. Đối với ngoài đại môn đang bị vây trùng trùng điệp điệp mà nói, phòng thủ nơi đây thoáng mỏng hơn được chút. 300 cấm quân đã sớm ngồi trên lưng ngựa nắm chặt cương đao trường mâu trong tay. Trong mắt đều toát ra một loại quyết tuyệt. Bọn họ biết cơ hội sống sót thực quá xa vời, nhưng bọn hắn thân là quân của Hoàng Thượng. Bất luận là thời gian nào, đều phải tùy lúc vì Hoàng Thượng hy sinh bản thân mình. Liếm liếm đôi môi khô ráo, Phương Tranh hít sâu vài lần, đè nén xuống cảm giác sợ hãi và khẩn trương trong lòng. Thanh âm Phan Thượng Thư bên ngoài cửa lớn âm trầm truyền đến. Chuẩn bị tiến công. Tướng lĩnh cấm quân canh giữ bên trong cửa lớn lập tức nói. Cấm quân đề phòng. Mấy ngàn binh sĩ tuân lệnh cùng nhấc lên binh khí trong tay, chỉ hướng cửa lớn, thần sắc hoặc khẩn trương hoặc hờ hững nhìn chăm chăm phía trước. Sát khí lan tràn, chiến sự hết sức căng thẳng. Kèn lệnh của phản quân thổi lên, bước chân điều động binh mã, giống như một tiếng chuông tang từ tử thần, đánh vào sâu tâm khảm mọi người. Phan Thượng Thư hạ mệnh lệnh, cường công không còn kéo dài ra nữa. Cửa sau hướng Tây Phủ, Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa rút ra bội đao bên hông, chỉ hướng phía trước quát. Phá! Cửa sau bật mở, hơn trăm danh cấm đứng ở phía trước liền xông ra ngoài. Phương Tranh hung hăng thúc bụng ngựa, xông ra vào ngay giữa. Phía sau còn có hơn trăm cấm quân bọc hậu cho hắn. Phản quân canh giữ ở cửa sau cũng không ít, đại khái khoảng 3-4 ngàn người. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không ai nghĩ tới. Dưới tầng trọng trọng vây quanh, không ngờ còn có người dám xông ra ngoài. Nhìn thấy bên trong có mấy trăm danh cấm quân đang dùng tốc độ cực nhanh xông ra, hướng vòng vây bọn họ vào tới. Đám phản quân không khỏi thất thần. Bên trong thành đã bị phản quân khống chế, dù cho bọn họ chạy ra được khỏi vòng vây ở đây, cũng căn bản không thể ra khỏi thành. Đám người này chẳng lẽ muốn chết. Sau một thoáng ngây ngốc, một vị tướng lĩnh phản quân phục hồi tinh thần đầu tiên. Lúc này, ngựa của cấm quân chỉ còn cách bọn họ 10 trượng. Trong mắt của cấm quân tràn đầy tơ máu, ẩn chứa sát khí cùng càng lúc càng thịnh. Dù sao đã biết rõ không còn cơ hội giữ được mạng sống, không bằng giết thêm mấy tên phản tặc, giết một đủ vốn, giết hai có lời. Cấm quân nôn nóng thúc ngựa, cương đao trong tay đã giơ lên cao, làm ra tư thế chuẩn bị chém xuống. Đồng thời bọn họ cũng không quên sứ mạng của mình, hơn trăm cấm quân bảo hộ Phương Tranh ngay chính giữa, bọn họ cũng đều biết tạo cơ hội cho hắn lao ra thì mọi người mới còn hy vọng sống sót. Tướng lĩnh phản quân thấy thế kinh hãi quát lớn một tiếng, nhanh, bố trận! Binh sĩ phản quân cũng là quân chính quy được huấn luyện nghiêm khắc, chỉ thoáng hoảng loạn, bọn họ đã phát hiện ra lúc này muốn bắn tung cũng đã không còn kịp. Vì vậy lập tức liệt trận tập kết, trường mâu chống dưới mặt đất, mũi mâu chỉ thẳng đến nhàn ngựa đang lao tới. Đuôi mâu dùng chân gắt cao giữ chặt, đám binh sĩ phía sau lại dùng cương đao áp trận, chỉ đợi làn sóng kỵ binh đầu tiên trúng vào, đao sẽ lập tức phát động, tiến hành rảo sát đối với địch nhân. Mẹ nó, quá dọa người rồi! Phương Tranh được bảo hộ ngay chính giữa, trên người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên là liều mạng. Nhìn mũi mâu băng lãnh trong trận của phản quân, kháo! Thứ kia nếu đâm vào bất cứ địa phương nào trên người, chỉ sợ cũng không hề thoải mái chút nào đâu. Cách địch nhân chỉ còn mấy trượng, Phương Tranh bỗng nhiên nhớ tới điều gì biến sắc, nhanh miệng quát lớn, chậm đã, dừng ngựa! Cấm quân là thân quân của Hoàng Thượng, là đội quân tinh nhuệ nhất của Hoa Triều, quân kỷ xâm nghiêm, kỷ luật nghiêm minh. Nghe được mệnh lệnh Phương Tranh, mặc dù bọn họ biết nếu ngừng lại, đàn ngựa sẽ mất đi uy thế trùng kích, ưu thế kỵ binh thoáng chốc biến mất hầu như không còn, nhưng cấm quân vẫn không do dự kéo lặc cương ngựa dừng lại. Đám binh lính phản quân cách bọn họ mấy trượng thất thần, bọn hắn không hiểu vì sao đám cấm quân đang dùng thanh thế to lớn lao tới, rồi lại dừng lại. Tướng lĩnh phản quân có chút lúng túng, đám người kia rốt cục là muốn làm gì? Phương Tranh áy náy hướng tướng lĩnh phản quân cười, lớn tiếng nói, thật nhại quá, chúng ta đi sai cửa, hẳn phải từ cửa sau ở phía nam lao ra, các người cứ làm việc của mình đi, chúng ta không quấy rối nữa. Phương Tranh cũng không quản hắn có phản ứng gì, vung tay lớn tiếng, trở lại, các huynh đệ đều trở lại, đi nhầm cửa rồi, mau nhanh! Đám cấm quân mặt đen thui quay đầu ngựa lại, theo Phương Tranh chạy trở về. Lúc này, tướng lĩnh phản quân phục hồi tinh thần, nghĩ mình bị trêu chọc, không khỏi giận tím mặt. Còn mẹ nó, khinh người quá đáng, ngăn bọn họ cho lão tử! Không còn kịp rồi, chạy bộ vĩnh viễn không ngăn nổi người cưỡi ngựa, phản quân canh giữ phía sau căn bản không được phân phối kỵ binh. Đám phản quân không thể làm gì khác hơn là mở mắt trừng trừng nhìn Phương Tranh và 300 cấm quân nhanh chóng chạy rụt trở lại. Ở cửa sau Phương Phủ, Hoàng Thượng vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Phương Tranh trách mắng. Ngươi chạy trở lại làm gì? Phương Tranh xuống ngựa xoa mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau khổ. Hoàng Thượng, điều này không nên trách ta, ta không trở lại không được. Vì sao? Lệnh điều binh của ngài còn chưa đưa cho ta. Hoàng Thượng, ngài quên sao? Mọi người không nói gì. Mang theo vài phần tức giận lẫn xấu hổ, Hoàng Thượng nhanh chóng viết lệnh điều binh, ấn ngọc ấn, vung tay ném cho Phương Tranh, lạnh đùng. Cầm, lần này cũng đừng hồ đồ nữa. Phương Tranh cẩn thận thu nó vào trong ngực, nghĩ, người chính là quên viết, sao trách ta, còn đổ lỗi ta hồ đồ. Người này tuổi tác đã cao, đặc biệt không nói đạo lý. Gian nan bước tới chỗ con ngựa, toàn thân kín mít giáp trụ, Phương Tranh ôm quyền. Phong Tiêu Diêu Hề, cầm miệng, đi mau! Mọi người cùng quát lên. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 55 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.